Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nửa Đe. Peter chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án Cali. Dự án này thì chúng ta sẽ tham gia và sử dụng ví Binance. Với dự án hôm nay thì nếu như anh em chưa có tài khoản Binance thì các bạn thể đăng ký theo link phía dưới phần mô tả video. Cali là một cái dự án mà sẽ là dự án đào coin anh em nhé, và sẽ dùng ví Binance để chúng ta sử dụng. Ra sẽ nút sign up để đăng ký dự án này. Ở đây thì có lẽ là thời gian mình chờ lâu quá nên bây giờ mình phải reload lại trang để nó chạy lại từng đường. Sau khi chạy lại từng đường thì mình join được. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đăng ký với email. Và phía dưới đây có sẽ có phần captcha, các bạn nhớ hoàn thành phần captcha, cái mã captcha nó sẽ góc bên này. Đấy, email và hai phần dòng phía dưới là điền mật khẩu và xác nhận mật khẩu nhé anh em, điền và sau đó là create an account nhé. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành claim. Thì đây các bạn sẽ điền địa chỉ ví từ Binance, ví USDT PEP20. Rất may là đợt này thì chúng ta mới sang đến kèo này, thì cái địa chỉ ví USDT của bên Binance thì nó cũng mới thay đổi anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ điền địa chỉ ví BSC F20 của bên Binance. Đây, chúng ta sẽ điền ví mới của mình như này. Số tiền nạp tối thiểu là trên 0.1 USDT. Rồi ta ấn vào con tin. Đây, chúng ta chọn con tin đi. Rồi, mình đã submit thành công rồi. Rồi các bạn chờ một chút, nó sẽ gửi một cái lượng tiền. Ta sẽ check ở trên BSC scan cái lượng tiền chúng ta sẽ nhận được là bao nhiêu. Nó sẽ gửi đan đường cái lượng tiền đến và chúng ta sẽ vary cái lượng tiền các bạn nhận được. Thì nhé. Đấy, các bạn chờ tí để nó gửi tiền đã. Các bạn biết sao không? Nó không gửi qua mạng mainnet mà nó gửi qua mạng nội bộ. Nó chuyển khoản nội bộ anh em ạ. Đó, thế thì cái chuyển khoản nội bộ thì các bạn thấy ở đây này. Nó gửi cho mình nội bộ là 0.00014 đấy. Đây cái lượng, đây là lượng. Chúng ta sẽ copy nguyên cái đoạn này nhé. Về đây và chúng ta vào submit này. Rồi, ok. Đấy thì các bạn nhận được cái airdrop là 500 token nhé. 500 token. Ok. Thế lúc này thì các bạn sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ stake cái lượng Cali này anh em ạ. Vì bây giờ thì anh em cũng chưa thể rút được đúng không ạ? Đấy, chúng ta chưa thể rút được, chúng ta mới nhận được cái lượng Cali thôi. Thì các bạn vào đây chúng ta stake này. Chúng ta sẽ có thể là stake toàn bộ cái lượng tiền này. Ở đây thì đang khả dụng là 15 Cali đúng không ạ? Stake amount đây, ở đây mình sẽ stake thêm 15 nữa. Các bạn có thể stake min stake nó ra 100 Cali anh em ạ. Đấy. Thì anh em stake coin để anh em có thể nhận được phần thưởng nhé. Ngoài ra thì nó có hệ thống dApp lên tới 10 tầng. Và đây là một cái cơ hội để anh em tuyển dApp và giới thiệu người dùng. Thì Cali này giai đoạn hiện tại thì chưa rút được. Sau này thì khi nào mà nó cho rút ấy, thì admin sẽ thông tin đến anh em sau. Còn ở phía đây thì các bạn ấn vào đây này. Ấn góc trên rồi này. Ở đây nó có phần sell Cali. Thì khi anh em có một cái lượng tiền thì anh em thấy là giá thì cứ 300 Cali thì anh em sẽ đổi được 1 đô la đúng không ạ? Ở đây thì mình ví dụ như ở đây mình có 60 Cali chẳng hạn thì mình sẽ bán được rồi này, 60 này. 60 thì anh em nhận 0.2 đô thì anh em bây giờ cứ đào thôi, đào sau đó thì sau này các bạn sẽ xin, để các bạn thấy xin này. Ở đây thì có cả nút build Cali nữa, chúng ta có thể mua Cali ở trên này. Đấy, và khi chúng ta xin thì mình nghĩ là khả dĩ thì dĩ nhiên nó sẽ chuyển về cho chúng ta qua cái địa chỉ ví Binance nhá. Như vậy con này thì khả năng là chúng ta sẽ bước tạm thời thì anh em có thể nào stake, sau đó khi đào được rồi chúng ta có thể bán như vậy. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.